Quả nhiên là không nhịn được nữa. Cẩn thận. Cao thủ. Phương viên động niệm. Mấy con độc huyết lang vương đã chuẩn bị sẵn, chạy đến tạo thành trận thế. Trận phong lang vương lại. Phong lang vương tốc độ nhanh, tấn công mạnh mẽ nhưng cứ lúc trái lúc phải, đánh phá chướng ngại của đối phương. Phong lang vương hoàn toàn bị người này đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nếu bày sò dưới trướng hắn mạnh hơn gấp mấy lần, thậm chí hắn có thể một mình đối đầu với một bộ tộc nhỏ. Người này rốt cuộc là ai vậy? Trông có vẻ khá mạnh. Ta thấy cũng gần xong rồi. Hắn nắm toàn bộ thế trận trong tay. Thấy thương lang vương muốn chạy trốn, biết đối phương đã mất đi ý chí chiến đấu, lật ngược cự lãng cổ, đi đến liên liên tự. Hồn phách dãy ruộng, lại dùng thời gian chống lại khói đen, không chịu khuất phục dưới áp bức của phương viên. Hừ, người này có hồn phách mạnh quá, chắc phải có bách nhân hồn. Với tạo nghiệp nho đạo như vậy, có bách nhân hồn cũng không lạ. Vì còn lại ngọc lang cốc, phương viên đã có được con thiên lang vương đầu tiên. Hơn 1.000 con sói điên còn lại quay đầu, gia nhập dưới trướng phương viên. Lần này may mắn, nếu không có những cổ thi này kiềm chế, ta muốn thu phục con phong lang vương này, e rằng phải trả giá đắt hơn nữa. Kính thưa bậc cường giả, sức mạnh của ngài khiến tôi vừa kính phục vừa kính sợ. Giờ mạng chúng tôi đều nằm trong tay ngài, sống chết đều nghe theo phán quyết của ngài. Chúng tôi tuyệt không hai lời. Chàng dũng sĩ trẻ tuổi, ta đã thấy trận chiến vừa rồi của ngươi. Ngươi như một con tuấn mã dũng mãnh, khiến ta nhớ lại thời trẻ của mình. Các ngươi là nhóm người đầu tiên ta gặp khi ra khỏi phụ đô Thảo Nguyên. Ta rất vui khi được trở lại mảnh đất này. Cứ yên tâm đi, ta ở Trường Sơn không phải người tàn nhẫn vô tình. Nghe lời phương viên, đám cổ thi đều cười lên, hoàn toàn thả lỏng. Ân nhân Trường Sơn ta là thiếu tộc trưởng bộ tộc Cát Gia, ngài đã cứu mạng ta, xin cho ta cơ hội báo ơn. Hãy để ta mời ngài đến lều của chúng ta làm khách, ta sẽ dùng hết khả năng để tiếp đãi ngài. Tất nhiên lòng biết ơn chỉ là một phần, phần còn lại là coi trọng thực lực của phương viên. Cũng được, nguyên thạch trên người ta đã cạn kiệt, ngũ trọng cũng cần bổ sung, đúng là cần nghỉ ngơi một chút. Ha ha, thật tốt quá, ân nhân Trường Sơn, cảm ơn ngài đã nể mặt. Vậy để ta dẫn đường cho ngài. Phương viên có ý mượn bàn đạp Cát Gia để thực sự hòa nhập vào Bắc Viên. Dù sao Trường Sơn Doanh đã mất tích hơn 20 năm, trở về cần có quá trình để thế gian chấp nhận. Đồng thời nguyên thạch trên người hắn thiếu thốn, phong ngự cổ thiếu, cũng cần giao dịch để có được. À, kính thưa bậc cường giả, ngài đã cứu con trai ta, chính là cứu tương lai của Cát Gia chúng ta. Ân nhân mời. Trường Sơn Di Nam Nhân, tên của ngươi nghe quen tai. Ngươi là người của bộ tộc họ Trường sao? Tộc trưởng Cát Gia, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Ta là người của dòng Nguyên Phong họ Trường, con trai độc nhất của đời Sơn. Cha ta là Trường Thắng Thuần, mẹ ta là Thường Thúy. Ngươi thật sự là dũng sĩ Trường Sơn ưng. Trường Sơn ưng, ngươi còn nhỏ không biết cũng phải thôi. Con à, mau rót rượu mời Trường Sơn ưng. Ngươi không chỉ là ân nhân cứu mạng con, mà còn là anh hùng của Bắc Nguyên chúng ta. Này lão tổ trưởng, ta không phải anh hùng gì cả, chỉ là kẻ lang thang xa cơ mà thôi. Có lẽ nhờ phúc của Trường Sinh Thiên, để ta từ bên bờ tử vong, may mắn sống sót trở về. Nhưng ngủ 20 năm, tỉnh dậy mọi thứ đã đổi thay. Ta là đứa con bất hiếu, không còn mặt mũi trở về bộ tộc nữa. Này Trường Sơn Di Nam Nhân, sao ngươi lại nói vậy? Nếu ngươi không phải anh hùng của Bắc Nguyên chúng ta, thì ai ở đây xứng đáng? Ngày xưa bọn cướp ngựa của Bá Thổ Hổ hoành hành tàn bạo biết bao, không biết bao nhiêu bộ tộc bị chúng cướp bóc. Những bộ tộc yếu thế thậm chí bị chúng tàn sát. Người đã giết chúng, trừ đi một mối họa lớn cho Bắc Nguyên. Mẫu thân của người bị kẻ gian hại chết, không phải do người bất hiếu, ngược lại, đức hạnh và sự chính trực của người được truyền tụng rộng rãi. Chúng ta đều biết rõ. Tộc trưởng nói đúng lắm. Không sai, Trường Sơn ưng, anh hùng trở về là đại sự của chúng ta. Thôi, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Gặp nhau đây là có duyên. Chúng ta uống rượu đi. Phương viên không muốn đào sâu những chuyện này. Hắn khá hiểu về quá khứ của Trường Sơn ưng, nhưng có thể tránh thì tránh là tốt nhất. Ân nhân Trường Sơn ưng, đây là chút lễ mọn, xem như cảm tạ ân cứu mạng tiểu nhi. Mong ngài nhận cho. Tộc trưởng Cát Gia, ta cứu Cát Quang không phải vì tiền. Tuy nhiên thực không dám giấu, ta hai tay trắng, đang thiếu nguyên thạch, ta không khách sáo nữa. Hậu duệ Cát Gia, ta sẽ có đáp trả xứng đáng. Nghe câu cuối của phương viên, lão tộc trưởng Cát Quang và Lý Tế Cán đều cười. Trong tiệc có người tò mò về kinh nghiệm của phương viên. Phương viên liền nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn. Đại khái là phiên bản lừa gạt Cát Giao. Mọi người vừa kinh ngạc vừa cảm thán.
càng thêm kính phục Phương Viên, trong lòng càng thêm thân thiết với hắn. Tất cả đều tại ta, ta có một đứa con gái ương ngạnh, bình thường quá nuông chiều, lần này lại dám trốn hôn. Đúng rồi, huynh trưởng Trường Sơn từ Hồ Đô Thảo Nguyên trở về, không biết dọc đường có gặp em gái ta không? Rất xin lỗi, suốt chặng đường ta chỉ đi cùng sói. Các ngươi là những người đầu tiên ta gặp nên cảm thấy rất thân thiết. Em gái bất hiếu của ta giờ không có tin tức gì, thật không biết nó trốn đi đâu. Giờ thì phiền phức rồi. Con trai thứ hai của tộc trưởng Manda chính là người cầu hôn với nó. Giờ em gái trốn hôn, Manda không lấy được người, e rằng sẽ chút giận lên các gia chúng ta. Mọi người không biết rằng Trường Sơn Âm mà họ nhiệt tình tiếp đãi ba ngày nay đã giết chết các giao. Cây có thể chết, người có thể sống. Lão huynh các gia sao còn lưu luyến nơi này? Chỉ còn hơn một năm nữa đến đại phong tuyết, quý tộc có thể di cư về phía bắc, tham gia anh hùng đại hội, nương tựa hoàng kim gia tộc. Như vậy, khi đại phong tuyết đến, có thể vào được vương đỉnh phúc địa. Thế giới bổ thi, môi trường sinh tồn khắc nghiệt. Bắc Nguyên cứ mỗi 10 năm sẽ có một trận báo tuyết lớn quét qua toàn bộ Bắc Nguyên. Đặc biệt trong đại phong tuyết, sinh ra rất nhiều dạ thú cổ trùng, có khả năng tấn công mạnh mẽ. Thường sau một trận đại phong tuyết, các bộ tộc lớn ở Bắc Nguyên sẽ bị cắt giảm thành bộ tộc vừa, thương vong nhân khẩu rất lớn. Này lão đệ Sơn Ẩn, tranh đoạt vương đình không phải việc bộ tộc nhỏ như chúng ta có thể tham gia. Thực ra môi trường ở đây không tệ, đất đai màu mỡ, có nước tươi tốt, đặc biệt gần đây có một hồng nham cốc. Khi có đại phong tuyết, bộ tộc ta di chuyển vào trong cốc có thể vượt qua kiếp nạn này. Nhưng hồng nham cốc bị thế lực bá chủ ở đây là Manda kiểm soát chặt chẽ. Các gia muốn vào hồng nham cốc phải thương lượng với Manda. Giờ các gia trốn hôn không có tin tức, Manda liên tục gây áp lực đòi người, nhưng các gia không giao được. Phương Viên nghe lời tộc trưởng các gia, trong lòng thầm tiếc. Anh hùng đại hội chính là đích đến tiếp theo của hắn. Nếu đối phương di cư, hắn còn có thể cùng đường đi, rủi ro trên đường sẽ ít hơn nhiều. Này lão đệ thiếu gia, ngươi thật sự không muốn về Trường gia sao? Tất nhiên không thể về. Về rồi, cái mũ giả này chẳng phải dễ bị lộ sao? Ôi, hoàn cảnh hiện tại của ta không còn mặt mũi đối diện với làng xóm nữa. Lão tộc trưởng các gia gật đầu, vừa tỏ ý hiểu vừa có chút thương cảm. Lão đệ à, ha ha, nếu ngươi thật sự muốn tham gia anh hùng đại hội, chỉ dựa vào bầy sói trong tay ngươi bây giờ để đi đường không được đâu, chi bằng ở lại vài ngày nghỉ ngơi một chút. Ta cũng đang định vậy, chỉ là như vậy lại phải làm phiền mọi người. Có gì đâu, ngươi chịu ở lại làm khách là vinh hạnh của ta. Vài ngày nữa sẽ là ngày mấy bộ tộc gần đây cùng mở chợ, thúc thúc thường có thể đi xem. Vài ngày sau, một khu chợ lớn nhanh chóng hình thành giữa các bộ tộc. Phương Viên từ chối lời mời của Cát Quang, một mình đi vào khu chợ ồn ào náo nhiệt. Đến đây nào, nếm thử nào. Rượu thơm nồng bán trà đây. Rượu ngon tô chân. Lão tự 10 năm, ai uống người đó biết. Người đàn bà này bán bao nhiêu? 3 lạng nguyên thạch. Chỉ có 3 lạng. Nguyên thạch rẻ quá. Gì mà 3 lạng? Người cướp à? Có số tiền đó, ta thả góp thêm 2 lạng mua một con ngựa lớn còn hơn. Phi, nói bậy, mua người phụ nữ còn chiều chuộng ngươi, mua ngựa lớn, tuy ngươi cũng cưới được, nhưng nó sinh con cho ngươi được không? Thằng nghèo không mua thì cút đi. Nhìn những đô lệ này, Phương Viên không khỏi nhớ đến Mã Hồng Vận. Kẻ này sinh ra là nô lệ, có vận may nghịch thiên, cứ thế, mang theo may mắn khiến người ta kinh ngạc. Mã Hồng Vận từng bước leo lên, sau này thậm chí trở thành chủ nhân vương đình. Sau khi Hắc Lầu Làn chết, hắn liên tiếp hơn 10 lần làm bá chủ vương đình hơn 100 năm. Sau đó hắn liên tiếp có được Đạo Thiên Ma Tôn, một phần truyền thừa của Cự Dương Tiên Tôn, trở thành cổ tiên, còn được một vị cổ sư chủ động tặng phúc địa. Khi khói lửa chiến tranh bùng cháy, toàn thiên hạ của Mã Hồng mấy lần hồi tưởng về thời huy hoàng ở Trung Châu Đại Quận. Đi liên tục 3 ngày, Phương Viên đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong sử sách. Mỗi cửa hàng đều biết có một cao thủ nuôi thú như vậy, đang mua sắm cổ trùng quy mô lớn. Đến ngày thứ 5, Phương Viên bất ngờ phát hiện trong một đàn thủy lang có ẩn một con dị thú non. Hắn lập tức không tỏ vẻ gì mua cả đàn thủy lang, được một món hời không lớn không nhỏ, mua được hơn 1.000 con thủy lang, sau đó lại mua nhiều nguyên liệu luyện cổ khác, rồi rời chợ vào ngày thứ 10. Cách hơn một tháng, cái chết của các gia cuối cùng bị người các gia phát hiện. Lão tộc trưởng các gia vì thế ngã bệnh không dậy nổi. Đây là con hổ thứ 9, con sói. Phương Viên ước tính đến khi diệt hết số hổ trong tay, luyện bách nhân hồn cũng gần như đạt đến cực hạn. Lúc đó, toàn bộ hồn phách sẽ biến thành hình thái nửa người nửa sói, gọi là lang nhân hồn. Sau khi có được lang nhân hồn, Phương Viên có thể trấn hồn lần nữa, nâng bách nhân hồn lên thiên nhân hồn.
thậm chí vạn nhân hồn. Phương Viên lại lấy ra quân lực cổ, điều động chân nguyên tập trung vào quân lực cổ. Thúc thúc, tiểu tử Cát Quang xin gặp. Thúc thúc, thúc thúc, xin người giúp cháu một lần nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Man gia tấn công lớn, định xông vào doanh trại Cát gia sao? Thúc thúc đoán đúng một nửa, đúng là rắc rối lớn từ Man gia. Con thứ hai của tộc trưởng Man gia là Man Đa. Nghe tin phụ thân cháu bệnh nằm giường, thường xuyên hôn mê bất tỉnh, liền dẫn một đội tinh binh Man gia đến khiêu chiến. Cháu muốn giao em gái Cát Giao, nhưng em gái cháu đã chết rồi. Cháu lấy đâu ra người để giao? Hiện giờ hắn đã giết ba lão anh của chúng ta, còn đánh bị thương ba người, ngay cả cháu cũng thua trận. Nói lại thì, Trường Sơn Doanh trở lại Bắc Nguyên cũng cần một sân khấu lớn hơn để xuất hiện. Chỉ bằng nhân cơ hội này, chính thức tuyên bố sự trở về của anh hùng năm xưa. Những năm này ta ở đây, đối với Cát Gia, có phiền nhiễu tất nhiên không thể đứng nhìn. Mau dẫn ta đi. Thúc thúc, cháu xin tạ ơn. Cát Gia chuột nhát vô đáng, mau ra đây chịu chết. Đừng nói là lão tộc trưởng. Các người, dám vô đáng như vậy, đồ hèn nhát. Để đại gia cho các ngươi thêm chút can đảm. Đây có 100.000 nguyên thạch. Ai dám lên đây, thắng ta, đại gia sẽ tặng hết số nguyên thạch này cho hắn. Ngươi cười đủ chưa? Tứ trang cổ thời, người này là ai? Ta Trường Sơn Ân có duyên làm khách Cát gia, cũng biết quy tắc của Bắc Nguyên, vốn không nên can thiệp chuyện người khác. Nhưng ta vừa nghe vị lão đệ này đưa ra 100.000 nguyên thạch. Gần đây ta đang thiếu nguyên thạch, tiền đưa đến tận cửa sao ta không lấy? Ha ha, chuyện này dễ thôi. Tiền bối thiếu nguyên thạch, hậu bối xin dâng 500.000 nguyên thạch. Ý là muốn Phương Viên đứng ngoài cuộc. Lúc này mọi người Cát gia đều căng thẳng nhìn Phương Viên. Thái độ của hắn sẽ quyết định cục diện phát triển. Quân tử thích tiền, nhưng phải lấy có đạo. 500.000 đưa đến tận cửa ta thấy nhẹ tênh, nhưng 100.000 nguyên thạch đánh được, ta thấy nặng và quý giá. Được, theo quy tắc Bắc Nguyên, trận chiến này ta nhận. Thúc thúc Trường Sơn ứng trước lợi lộc không dao động, thật là người có chính nghĩa. Thế đạo này kẻ ăn theo thì nhiều, người cứu khốn thì ít. Trường Sơn Ưng sẽ mãi là khách quý của tộc ta. Khí tức đối phương tuy chỉ là tứ chuyển sơ kỳ, còn mình đã là tam chuyển đỉnh phong. Tưởng không chênh lệch nhiều, nhưng thực tại hiểu sâu sắc khoảng cách thực lực dưới sự chênh lệch cảnh giới lớn này. Nhưng giờ tình thế đã như cưỡi hổ khó xuống, nếu không ra chiến đấu sẽ bị người ngoài khinh bỉ mạnh mẽ. Thầm nghiến răng, đành cứng đầu bước lên đấu trường. Xin chỉ giáo.